cái món là bánh khoai môn hấp mặt dừa nha. Thì thành phần nguyên liệu gồm có là 500g khoai môn. Thì em sẽ hấp chín, em lấy khoảng 200g ra, em cắt lát mỏng và em sẽ trần qua nước sôi ha. Rồi ở đây là còn lại 300g mình sẽ hấp chín ha. Ở đây là nước lá cẩm, em sử dụng là 300g nước lá cẩm, cốt dừa là 200g. Rồi đường ở đây em sử dụng là 300g và 1/2 muỗng cà phê muối, 2 ống vani, 100g bột gạo và 100g bột năng. Và bây giờ thì cái phần xay khoai này nè, khoai hấp chín này mình sẽ bỏ vô máy mình xay nha. Bỏ vô máy sinh tố mình xay, mình cho xíu nước cốt dừa vô cho dễ xay. Em cho xíu nước cốt dừa vô. Em cho thêm xíu nước lá cẩm vô cho nó trơn tru nó dễ xay. Rồi cái này mình sẽ đi xay nhuyễn ra nha. Đây nè, sau khi mà mình xay xong rồi ha. Đó, bây giờ mình xê cho nó ra ngoài thao. Thì đây là cái phần mà khoai mình đã xay xong. Thì bây giờ mình sẽ trộn tất cả nguyên liệu lại nha. Đây là nước lá cẩm nè. Mình sẽ cho nước cốt dừa vô luôn. Rồi mình cho đường vô luôn. Sẽ cho bột gạo và bột năng vào luôn. Đây là cái hỗn hợp em vừa trộn đều. Và mình sẽ lấy cái rây á cả nhà. Mình lấy cái rây mình rây lại cho mịn như thế này nè nha. Nó phải mịn như thế này thì mới ngon nha. Đó. Mình rây mịn như thế này xong rồi mình sẽ cho 2 ống vani vô. 2 ống vani và mình cho 1 muỗng dầu ăn vô. Muỗng ăn cơm á. Rồi mình sẽ trộn đều. Trộn đều và mình để cho bột nghỉ ít nhất 1 giờ đồng hồ rồi mình mới đem hấp nha. Và bây giờ thì em sẽ làm cái bột mặt dừa nha. Bột mặt dừa gồm có là bột gạo 100g, bột năng 20g, đường 80g là ba cái nguyên liệu này nha. Nước cốt dừa 400g, vani 1 ống. Thì bây giờ mình sẽ trộn tất cả nguyên liệu này lại với nhau nha. Cốt dừa này cốt dừa nguyên chất luôn á. Mình sẽ trộn tất cả nguyên liệu này lại. Xong rồi mình trộn đều hết rồi mình cũng lọc qua rây cho mịn. Rồi mình sẽ để nghỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ luôn nha cả nhà. Thì bây giờ là mình sẽ tới giai đoạn hấp nha. Thì trước khi hấp á, thì mình sẽ lấy cái khuôn á, mình thoa dầu đi nha cả nhà. Mình thoa dầu xong rồi á, thì mình sẽ để cái khuôn vô mình hấp. Mình hấp cho nóng khuôn lên ha. Bây giờ mình sẽ hấp cái lớp đầu tiên. Cái lớp đầu tiên mình sẽ hấp hơi dày một chút nha. Tại vì mình còn lót thêm khoai lên á. Nó dày thì nó mới giữ được khoai cố định. Mình sẽ hấp trong vòng 5 phút. Khi mình hấp á, nếu mình thấy nước nó đọng trên cái nắp á thì mình lau đi nha. 7 phút. Cái lớp đầu á mình hấp cho nó chín chút cho nó xe mặt như thế này nè. Ha.
Rồi bây giờ thì mình sẽ xếp vô, mình xếp khoai vô. Sau khi mình xếp khoai vô thì mình cũng hấp tiếp một mẻ nữa nha. Rồi, mình cũng đậy nắp và mình hấp tiếp nữa nha. Xong rồi mình, đó cái bánh của mình nó trong ha. Rồi mình sẽ cho tiếp một lớp khoai lên nữa. Mình sẽ đem hấp, và cái lớp này chính thì mình sẽ hấp tiếp cái màu trắng lên ha. Mình hấp đó, lớp thứ ba rồi, bây giờ mình sẽ hấp tiếp cái lớp màu trắng cuối cùng nha. Thì cái lớp màu trắng này mình sẽ cho hết luôn, mình sẽ cho hết cái lớp màu trắng này lên luôn. Còn nếu mà mình thích ăn nhạt nhạt thì mình giảm cái lượng đường trong cái phần cốt khoai môn ra nha. Đó, thì đây là cái thành phẩm của em nè, rất là ngon luôn, rất là thơm và béo luôn á cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành cùng em và luôn theo dõi em trong một thời gian vừa qua. Trong thời gian vừa qua thì em có một cái nhóm là nhóm chia sẻ công thức chè và có loại món ăn miễn phí. Thì ngoài cái việc mà em đăng video trên YouTube này thì mọi người ví dụ như có những cái kỹ thuật mà cần hỏi em, cần trao đổi với em á, thì nhiều khi á, YouTube thì trả lời em vẫn trả lời, nhưng mà cũng sẽ có thể sót một vài cái comment trả lời. Thì mọi người vào nhóm, và nếu như mà mình không hiểu cái gì á, thì mình vào nhóm mình đăng bài lên mình hỏi mọi người, thì mấy bạn trong nhóm sẽ chia sẻ cái kỹ thuật cho mình ha. Cảm ơn cả nhà nha, nhớ đăng ký kênh của em nha, và nhớ luôn ủng hộ em nha cả nhà. Em là sẽ ra thật nhiều món ngon để chia sẻ với mọi người, để mọi người có thể kinh doanh và có thể kiếm thêm thu nhập, hoặc là mình có thể làm cho gia đình ăn. Những món ăn em chia sẻ đều là những món ăn ngon, tại vì khi mà em làm món ăn á, thì em cũng phải nghiên cứu và học tập rất nhiều để ra một cái món ăn ngon mới chia sẻ đến mọi người nha. Cảm ơn.